Thời gian thổi đưa, xã hội thay đổi, vật chất lên ngôi, lòng người giả dối, đồng tiền dẫn lối thế nhân đến những thực tại muôn màu, và sau đó khoét hết đường về thay thế là những vực sâu, mong muốn sâu xé lẫn nhau vì chuyện gia tài phân chia, bạn bè mưu cầu danh lợi thay phiên đạp nhau ra rìa, vì tìm mọi điều đẹp nhất bỗng chốc vẫn có thể nét thành bình địa, đừng nói chi đến chuyện dứt tình mạng nghĩa, tiền tạo danh tạo phận cho kẻ ngu dốt thành tài, ngược lại tiền hướng kẻ tham vọng đi lạc vào con đường sai, tiền khép lòng chung thủy vì tiền không phải nhân tình, tiền sẵn sàng bán đứng vì đồng tiền bất trung tính, tiền biến đen thành trắng, tiền sửa sai thành đúng, tiền luôn là thứ mâu thuẫn khi đời ấm no và lúc tù túng, nếu tiền là tất cả những người đời thường hay ca tụng, cớ vì đâu tiền khiến nhân thế khắc khoải đau thương tận cùng. Có tiền và chuyện biến thì sống như tiền, sự như Phật, không tiền như thằng điên, cứ nằm yên trong nhà chợ. Có tiền là bước lên yên, phóng như điên trên quái vật, còn anh chỉ có bình yên, cầu nguyện bên em ngày chủ nhật. Phật đổi về sao giờ, nếu như bị cuốn vào trong cuộc chơi, đôi chân không đứng vững, đầu óc mày phân.